các bạn anh chị em thấy không? Rõ ràng là khi mình đến đây, mình được thực hành lòng thương xót ngay tại đây, để mình biết quên mình đi, biết nghĩ đến người khác. Và đó là cách ta loan báo tin mừng, như là Thánh Philippe, Thánh Giacobbe tông đồ mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Ta mừng kính không phải chỉ đọc lại tiểu sử, không phải chỉ là hát, không phải chỉ là ca, nhưng mà gương của các thánh để lại như thế nào, mình phải sống điều đó mới thực sự là mừng kính các thánh. Còn chỉ tôn vinh rồi thì hoa, rồi nến, rồi rước, rồi đèn, rồi ăn, rồi lễ lạc, xong rồi là nhậu nhẹt mừng liên hoan. Có khi lễ thì một mà liên hoan thì mười thì hỏng hết rồi. Lễ thì ngắn mà liên hoan gấp đôi. Có người, có khi tôi đang làm lễ bảo cha, hôm nay lễ bổn mạng á cha, rồi sao nữa, cha giảm ngắn thôi cha. Thế bổn mạng sao lại giảm ngắn? Giảm ngắn này còn liên hoan, rồi chúng con còn hát karaoke. Bảo mày hát đến mấy giờ? Dạ thưa, hát đến 10 giờ đêm. Mà ăn từ lúc 8 giờ đến 10 giờ đêm, ăn 2 tiếng. Mà lễ còn tiếng nó kêu dài quá. Mừng bổn mạng là phải có nhậu, lễ là còn phải có ăn. Bất cứ tiệc, cứ lễ nào phải có tiệc, gọi là lễ lạc. Có lễ rồi mới lạc, mà không có lạc thì nó không ra. Lễ mới chết cái chi thường chị em. Và sao mà mình mừng dù là có ngân khánh, dù có kim khánh, dù có thất tuần, có bát tuần, có lục tuần, có tiểu tuần, cái gì đi nữa, mà trong tất cả những ngày lễ mừng ấy mà mình không đặt trọng tâm vào ngày lễ, đặt trọng tâm vào nội dung của ngày lễ, đặt trọng tâm vào lời Chúa trong ngày lễ ấy nói cái gì, đặt trọng tâm vào việc mà tôi đi tham dự thánh lễ này nè, lễ ngân khánh này, lễ kim khánh này, lễ lục tuần, bát tuần, tứ tuần gì đó, tân gia hay là bất đây gì đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái nội dung ở trong đó và lời Chúa trong ngày lễ đó nói với tôi cái gì, rồi tôi sống lời của Chúa ngày hôm đó như thế nào, đó mới là điểm quan trọng. Chứ không phải là coi coi ngày lễ này bao nhiêu mâm, bao nhiêu bàn, bao nhiêu cha, rồi bao nhiêu sơ, bao nhiêu thầy, bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu nhà hàng, rồi bao nhiêu khách mời. Không nghĩ lấy gì trước mặt Chúa cả, không nghĩ lấy gì cả. Mà các thánh cũng chẳng vui mừng gì cả khi chúng ta mừng lễ như vậy. Ngày hôm nay mình mừng lễ Philippe và Giacobbe tông đồ, thì anh chị em đến đây tham dự thánh lễ, hỏi coi là Thánh Philippe, Giacobbe tông đồ đã sống với Chúa như thế nào. Và chúng tôi ngày hôm nay mừng lễ thì nghe lời Chúa ngày đó nói với tôi ngày hôm nay làm sao. Thì lời Chúa ngày hôm nay nói với tôi là tôi đến tôi cầu nguyện, tôi không chỉ là cứ xin ơn rồi xin xỏ rồi xin, chỉ có xin, mà cái điều quan trọng là ngợi khen cảm tạ, ngợi chúc tụng, ngợi khen cảm tạ, xin ơn. Nếu dùng đầu tiên là phải chúc tụng, làm đi thế chưa, nói viết cho hồi quốc lúc làm là vẫn cứ không làm. Chúc tụng là ngợi bên phải, quạt cho người bên phải đang nóng, mình dám chấp nhận quạt cho người bên phải không, làm không? Tay phải đâu, giơ lên, 1 2 3. Đầu tiên là phải chúc tụng, rồi ngợi khen, rồi cảm tạ, cuối cùng mới xin ơn, rồi Chúa mới ban ơn. Đó đã chưa? Bây giờ quạt cho mình mới tức, bây giờ mới được quạt cho mình. Chúa ban ơn, Chúa không có tiếc gì cả. Chúa bảo ta chỉ muốn ban nhiều, chứ ta không muốn ban ít. Nhưng mà nó chả bao giờ nó ngợi khen lòng thương xót, chẳng bao giờ nó chúc tụng lòng thương xót Chúa, chẳng bao giờ nó tạ ơn lòng thương xót, mà nó chỉ chăm chăm chú nó xin hết cái này đến cái kia. Làm lại nha, lần nữa nha, nhớ nha. Đây, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa là mình đến với Chúa, rồi mình chúc tụng, rồi ngợi khen, rồi cảm tạ, rồi xin ơn. Mình chúc tụng, mình ngợi khen, mình cảm tạ, mình xin ơn Chúa sẽ. Ui ơi, mặt đầu tươi tỉnh ba nè. Chúc Chúa hức độ ngợi khen cảm tạ xin ba nè. Trời ơi, lúc nào cũng chăm chăm chú phải được cái gì thì mới chịu, mới đi về. Không có là không chịu đi về. Phải có gì, phải được ăn, được nói, được gói đem về cơ.
Chúa đâu có tiếc mình cái gì đâu mà cứ sợ Chúa không ban ơn rồi thì cứ không lo tạ ơn. Lời tạ ơn càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc Chúa ban càng nhiều hơn bấy nhiêu. Cho nên anh chị em đọc ở trong bài đọc 1 ngày hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô nói thế này: Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã được lãnh nhận cùng đang nắm giữ. Tin mừng mà các tông đồ loan báo bây giờ chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta đã nắm giữ, nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Nghe, mình đã nắm giữ được tin mừng, mà mình nắm giữ tin mừng ấy, mình không sống tin mừng ấy thì có tin cũng vô ích. Quan trọng là sống. Lời Chúa phải được sống, tin mừng phải được sống. Còn nếu mà không thì có tin cũng vô ích. Trước hết tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12, sau đó đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay vẫn còn sống nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến Người hiện ra với ông Gia-cô-bê với tất cả các tông đồ, sau hết Người cũng hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Phao-lô là không phải cùng thời với các tông đồ nhưng mà cũng được gọi là tông đồ vì được Chúa Giê-xu trực tiếp hiện ra dạy dỗ cho Phao-lô trong lúc mà Phao-lô ngã ngựa trên đường mà đi bắt bớ những người tin theo Chúa. Và Phao-lô nhận mình chỉ là đứa sinh sau đẻ muộn mà thôi. Và Phao-lô nói rằng là dù là sinh sau đẻ muộn nhưng mà cái điều quan trọng không phải là trước hay sau, nhưng mà điều quan trọng là có hăng hái nhiệt thành đi loan báo tin mừng hay không. Và khi đi loan báo tin mừng, mình nắm giữ tin mừng ấy, mình loan báo tin mừng ấy, cái điều quan trọng hơn cả là mình có sống tin mừng đó hay không. Cũng giống như chúng ta loan báo lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, nhưng điều quan trọng hơn cả là mình có thực hành lòng thương xót đó hay không. Tin mừng mà không được sống thì có tin cũng vô ích. Đến với lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót mà không thực hành lòng thương xót thì cũng vô ích. Mà nếu ta thực hành lòng thương xót, ta tin thực sự vào Đức Giê-xu thì Ngài nói với chúng ta thế này: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Anh chị em lặp lại đi: Đức Giê-xu là con đường, là và là sự sống. Cho nên nếu mình biết Chúa Giê-xu, tức là biết Chúa Cha, mà không thể đến được với Chúa Cha nếu mà không qua Chúa Giê-xu. Cho nên cứ đến với Chúa Giê-xu thì ta biết được rằng là mình đang ở trong Chúa Cha, vì Chúa Giê-xu nói rằng Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha. Thầy không nói gì tức mình, nhưng Cha bảo sao thì Thầy nói vậy, Cha truyền sao thì Thầy làm vậy. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Vậy thì mỗi người anh chị em mình ngày hôm nay, khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng là Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Chúa Giê-xu ở trong Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chỉ nói những gì Chúa Cha bảo nói, Chúa Giê-xu chỉ làm những gì Chúa Cha bảo làm. Vậy thì khi anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, nhớ, nghe cho rõ, nghe cho kỹ đây, đến với lòng thương xót của Chúa Giê-xu, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Chìm cho ta lên: Ta ở trong Chúa. Mạnh lên: Ta ở trong Chúa.
và Chúa ở trong ta. Đến với lòng thương xót của Chúa thì ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Và ta chỉ nói những gì Chúa muốn ta nói, ta chỉ làm những gì Chúa bảo ta làm. Sống được như vậy không? Này, đây cái chửi cái ông giữ xe cho tao. Chúa bảo mình đi chửi không? Chúa bảo mình đi chửi không? Tại sao mình đi chửi? Mình cứ suy nghĩ như vậy đi. Chúc là về dành chỗ cho tao. Chúa bảo đi dành chỗ không? Tại sao mình đi dành chỗ? Lên rước lễ, thậm chí lên rước lễ rước Chúa mà cũng dành, rước Chúa mà cũng dành. Chúa bảo lẹ lẹ, thế là không lên rước tao là hết đáng chịu. Không? Không. Mà tại sao mình cứ phải chạy lên mình dành những người khác để rước cho bằng được Chúa là sao? Thử nghĩ coi. Nếu mà chẳng may mà hết mình thánh, không còn mình thánh cho tới khi mình nữa, mình có rước Chúa được không? Được chứ. Lòng mình mà, lòng mình yêu mến Chúa mà. Khi mình yêu mến Chúa thì Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa. Thấy chưa? Còn có khi mình rước Chúa mà Chúa không ở trong mình. Mình chỉ rước Chúa là hình thức thôi. Mình thánh Chúa Kitô, amen, amen. Xong rồi mình đi xuống, hất đứa này, hất đứa kia, Chúa còn ở trong mình không? Không. Mà trước khi mình rước Chúa, mình giặt cái này, mình giặt cái thằng kia, mình rước Chúa Kitô. Chúa có ở trong mình không? Mình nhận Chúa Giêsu rồi mình cũng giặt cái thằng, mình giặt thằng kia. Chúa có ở trong mình không? Không. Cho nên chị em đừng bao giờ chen lấn khi lên rước mình thánh. Cứ từ từ mà đi, cứ trật tự mà đi, trước sau gì cũng đến phiên. Mà nếu có không đến phiên hết mình thánh thì Chúa đã ở trong mình trước khi mình rước rồi. Còn nếu mình có ý định tranh chấp, ý định tranh giành, ý định chen lấn thì Chúa không ở trong mình trước khi và sau khi mình rước lấy. Chúa vẫn không ở trong mình. Cho nên khi chị em xác tín được cái điều là Chúa đang ở trong tôi đang ở trong Chúa, thì mình thấy là có cái sự bình an. Giống như con bé này, nếu mà nó không cảm nhận rằng Chúa ở trong nó ở trong Chúa, thì làm sao thân gái dặm trường mà đi từ ngoài Bắc mà vô đây ở một tuần để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa được? Chả có đứa nào làm như vậy. Mình dại quá. Nó đi ăn, nó đi chơi, nó đi nhậu, nó đi đua xe, nó đi đánh bài thì được. Chứ bảo mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa một tuần thì hơi lạ đấy. Lạ lắm. Còn có dám lên ở một tuần không? Thế đấy. Đấy. Nhìn tướng nó ngon ghê chứ mà chơi luôn. Rồi. Ồ, sống gì đây? Hả? Thưa cha, con là con chiên lạc. Rồi, chúng ta cho một trong tay thật to đón mừng con chiên lạc. Con phải nhớ là một con chiên lạc quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Một chặp có tay thật to nữa đi anh chị em. Chiên lạc, tên là gì chiên lạc? Dạ thưa cha, con là Đa Minh Nguyễn Tiến Thịnh. Thì con là con chiên lạc đã được trở về với giáo xứ Vinh Hà, Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa. À, không phải về với giáo xứ mà về với Chúa. Con ở giáo xứ đó chứ không phải là con chiên lạc thì con trở về giáo xứ đó. Không. Mình ở giáo xứ đó nhưng mà mình đi lạc xa Chúa. Mình vẫn ở xứ đó mà mình lạc xa Chúa. Bây giờ mình quay về với lòng thương xót của Chúa. Con lạc xa Chúa về bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa cha, là từ đó giờ con đi theo con đường ma quỷ. Con đã phải 3 lần ở tù. Và sau đó thì con vẫn tiếp tục lao như là con thiêu thân vào con đường đó. Và con đang huy hoàng, đang chậm chạp trên lưng ngựa thì con bị té ngựa và phải bại liệt cái tay. Và đến khi các bác sĩ ở trung tâm chấn thương chỉnh hình nói là anh bị liệt tay rồi, chúng tôi cũng bó tay rồi, không có chữa. Con bị liệt tay, bác sĩ bó tay. Nói rồi Chúa ra tay. Đúng không? Lúc mà con liệt tay, lúc mà bác sĩ bó tay thì Chúa ra tay. Chúa ra tay như thế nào? Kể cho mọi người nghe. Dạ thì đầu tiên con cũng nhờ chính mẹ của con mới đến được với Chúa. Là tại vì lúc đó con ăn năn hối hận, lúc con thấy con thân tàn ma dại rồi, con không đền đáp được vật chất, thì con nghĩ con phải đáp lại tinh thần. Thì mẹ của con là rất là sùng đạo, rất là thích yêu quý Chúa. Thì con nghĩ là chỉ có mình phải sốt sắng kinh kệ lễ lạc, hay là mình
đến đưa mẹ đi nhà thờ hay là rồi mình làm những công việc tinh thần cho mẹ vui, thì khi mà con làm những việc đó thì con, những cái bài tập đầu tiên của con á là con dở từng trang sách bằng cái tay liệt này, con không cử động được, con lật dở từng trang sách của lòng thương xót Chúa do thánh thử Fautina, thì con dở từng tập từng tờ và cố gắng từ từ đến khi bây giờ cái tay của con nó hồi phục lại được 90. Thì đó là một con nói lại cho mọi người coi là con đi hoang như vậy là bao nhiêu năm rồi? Dạ, đến năm nay con mới được gần 31 tuổi thì đã 30 năm là con đi xa Chúa. 31 tuổi là nó bỏ Chúa rồi, chị em nghĩ là khủng khiếp không? Không biết gì đến Chúa mà, không biết gì đến Chúa mà 31 năm mà, 30 năm bỏ Chúa, chị em thấy khủng khiếp như vậy. Khủng khiếp vậy rồi trong suốt 30 năm đó con đã làm những cái gì và con bị ngã ngựa như thế nào, con kể cho mọi người nghe. Dạ, đi theo con đường ma quỷ thì phải làm chuyện ác. Tất cả những chuyện mà gọi là có thể là mọi người kinh tởm như cướp bóc hay là đâm chém hay là mở rộng địa bàn ra để mà hoạt động thân thế của mình đó, thì con đều làm hết. Con đi theo con đường năm cam và con đường ma quỷ tội lỗi á. Có số mã không? Dạ, con cũng không, số thì con không có, nhưng mà má con có, má con đang ngồi kia. Rồi xong 30 năm đó là theo con đường của năm cam, thì anh chị biết là năm cam là giang hồ như thế nào rồi và tội ác như thế nào rồi. Tất cả mọi cái gì có thể làm được thì nó đều làm, chỉ duy nhất một điều nó không làm là để đến với Chúa. Thì em thấy không, chỉ duy nhất một điều nó không làm là đến với Chúa thôi. Còn tất cả những cái gì có thể làm được để có tiền, để hưởng thụ, máu mà hôi nước mắt nó đều chơi hết xả láng, không còn thiếu cái thứ gì trên đời. Còn con thiếu cái gì trên đời con chưa chơi không? Dạ, lúc đó con rất là nhiều lúc con mãn nguyện luôn là mình đang ở trên một cái thiên đường của địa, thiên đường tội lỗi. Dạ, con nói chung là mọi thứ nó đến với con, cuộc sống nó vinh quang về mà vật chất lắm. Nhưng mà đến khi mà con bị té ngựa thì con bị bại liệt cái tay. Kể cái chuyện bại liệt té ngựa như thế nào? Dạ, cái từ té ngựa ở đây là cái giới giang hồ nói thôi, tiếng lóng thôi, là ý là cái người thất bại trong đấu trường. Con đã bị thất bại đến nỗi thân tàn ma dại, không có thể nào mà phục vụ được cho bản thân mình, từ ăn uống mọi thứ là đều phải nhờ người khác. Dạ, rồi lúc đó thì con mới bắt đầu con cầu xin, con bấu víu vào niềm tin vào Thiên Chúa. Thì khi con càng tin, con càng đạt được cái niềm tin mà như là Chúa đã hứa là chỉ cần anh em có niềm tin bằng hạt cải thì có thể trở thành cây mà chim trời làm tổ được. Nghe giang hồ nói chuyện của Kinh Thánh chưa? Nghe giang hồ nói chuyện Kinh Thánh chưa? Rồi lúc đó mà người ta gọi con, biệt danh của con là gì? Có tên tuổi gì giang hồ? Dạ, con là Thịnh Bò. Thịnh Bò. Thịnh Bò, dưới tay con có bao nhiêu đàn em? Dạ, nói chung thì con không, cái đó con không có rõ ràng. Dạ, chỉ là biết đi ra đường thì rất là được thanh niên, bạn bè, bạn trẻ thì nó rất là quý, rất là trọng. Và nhưng mà về trong làng, trong xóm á, thì người ông già bà lão nhìn con như là kẻ thù. Thì chính vì như vậy cũng là một cái động cơ để mà con đến với Chúa. Con nói tại vì ở trong cái xóm đó, cái làng đó là làng đạo, thì mọi người nhìn con với ánh mắt đó là do con đối ngược lại với con, đi con đường ma quỷ. Còn giới trẻ thì nó đang đua đòi, nó ăn chơi thì nó lại thích cái phong cách của con. Thì có cô nào yêu con không? Dạ, con thanh niên thì lúc trước cũng có, nhưng mà từ khi mà con đã xác định con quay đầu, con sống với lại chữ trung hiếu thì chữ tình chữ nghĩa con gác qua một bên. Con chỉ sợ chi phối rồi mình không trọn vẹn được cái chữ hiếu và chữ trung với mẹ và Chúa. Chữ tình chữ gác sang một bên để sống trung hiếu, hiếu với mẹ và trung với Chúa. Anh Trâm thấy tuyệt vời không? Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và sao mà hôm nay con đến đây để lòng chứng cho Chúa?
Dạ, tại vì khi mà con bấu víu vào niềm tin đó thì đầu tiên đó là liều thuốc, đó là liều thuốc của chị Fortuna, lòng thương xót Chúa. Thì con đọc ở trong đó, rồi dạy con cách lần chuỗi đọc kinh và những cái tiểu sử về chị thánh nữ Fortuna, rồi những hồng ân mà Chúa ban xuống. Thì con lúc đó con cảm thấy con vững niềm tin lắm, con tin, và cứ con càng ngày càng tin, đến nỗi mà bây giờ con dám khẳng định, trước khi con bước ra khỏi nhà, con vừa bước ra khỏi nhà thì điều trước tiên là con ngẩng mặt lên trời và con nói Hallelujah. Anh em thấy một Phaolô ngã ngựa, thấy không? Đúng là anh nói là anh em bị ngã ngựa mà. Ngã ngựa theo nghĩa là thất bại hoàn toàn, coi như là không còn thời huy hoàng nữa, đang là ngồi trên ngai mà bây giờ thất bại hoàn toàn, thậm chí là không thể làm gì được cho mình, phục vụ cho bản thân mình cũng không được, mà cánh tay đã bại liệt hoàn toàn. Có điều mà tôi xúc động nhất trong câu chuyện của anh đó là cái gì? Là có nhiều cách mà Chúa chữa lành, nhưng mà cách Chúa chữa lành cho cánh tay phải của anh, cánh tay bị bại liệt này, cánh tay mà một thời đã cầm dao, cầm súng, cầm búa để mà sẵn sàng đâm chém, đúng không? Cái cánh tay ấy đó, ngày xưa cầm dao, cầm búa để đâm, để chém, để giết ấy, cánh tay đã bị ngã ngựa, anh ấy bị ngã ngựa, cánh tay bị bại liệt, và Chúa chữa anh ấy, cho anh ấy quay trở về bằng cách là cái chính cái tay bại liệt ấy lần rỡ từng trang sách của nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Thử hỏi ở đây trong anh chị em mình đã có ai, ngay cả những người tông đồ lòng thương xót, đã ai được đọc hết nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina chưa? Có ai có được cuốn sách đó chưa? Hiếm lắm, vì muốn mua cũng không có, vì người ta không in nữa. Chúng tôi cũng muốn in nhưng mà phải xin phép tác giả. Cho nên nhiều người hỏi cuốn sách đó mà tôi không hiểu làm sao mà anh có được cái đó, để mà cái dùng chính cái tay bại liệt của anh mà mở từng trang sách nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina ra mà đọc. Rồi đọc được một trang, mở tiếp trang thứ hai, cứ đọc, cứ mở mà cái tay ấy nó trở lại bình thường. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Hallelujah! Này, cho tặng cho con cái món quà của lòng Chúa thương xót. Tất cả những gì mà Chúa đã dành cho con, đây là mấy 507 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi món quà thứ hai mà cho tặng cho con, đây là những lá thư không gửi. Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1, những lá thư không gửi lòng thương xót tập 2. Trong đó có lá thư gửi cho bạn trẻ, lá thư gửi cho những người đau khổ, lá thư gửi cho cả thằng Satan, cái thằng mà con đi theo con đường của nó hết. Rồi cuối cùng là Chúa gìn giữ con bằng cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Để xin Chúa gìn giữ con. Đây là thánh nữ Faustina đây, con đọc về nhật ký thánh nữ Faustina đây, chính ngài đây, và nhật ký ấy nói về lòng thương xót của Chúa đây. Một lời cuối, cha, con nhắn nhủ gì với những người đang lao vào con đường của ma quỷ, những bạn trẻ ngày hôm nay, con nhắn gửi gì với các bạn ấy, con nói với họ? Dạ, kính thưa cộng đoàn, thì ở đây con là một thanh niên cũng vừa mới xa chân lỡ bước trở về, thì con cũng có những cái lời muốn chia sẻ với anh em các bạn trẻ thanh thiếu niên, là hãy nhìn tấm gương của con, mặc dù đã là từng là tội lỗi, đã nhúng chàm và đã sa ngã rất là nhiều lần, nhưng Chúa lúc nào cũng trang rộng vòng tay và chờ đón tha thứ cho mọi người. Thì con quan trọng là mình phải có cái lòng thành nhiệt tâm, mình nghĩ đến thì mình sẽ được đón nhận những hồng ân Chúa ban cho. Con chắc chắn một điều như vậy. Hallelujah! 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 Chúng ta thấy ngày lễ thánh Philippe và Giacobbe tông đồ, Chúa gửi đến cho chúng ta một chứng nhân tuyệt vời không? Quá chứng nhân tuyệt vời. Một người ngã ngựa, một người bại liệt, một người quay trở về, và bây giờ ra khỏi đường là con nói Hallelujah. Còn là con, đấy là một thanh niên, bây giờ tới một thiếu nữ. Rồi,
Nãy là một thanh niên, bây giờ là một thiếu nữ. À, con đứng lại, con đứng. Con tên là gì? Chào, tên Trương Phạm Chi Lăng. Trương Phạm Chi Lăng. Trương Phạm Chi Anh. Chi Lăng. À, Trương Phạm Chi Lăng. Chi Lăng hôm nay bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì? Dạ, con ở Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Con 39. Dạ, con hồi trước con làm công việc trong công ty, nên con ở nhà. Rồi, con là người đạo gì? Dạ, con là đạo Phật. Rồi, hôm nay cho một tràng pháo tay hello Chi Lăng. Rồi, Chi Lăng là một người ngoại đạo. Chi Lăng có gì chia sẻ cho những người trong đạo? À, thưa cha, con có một đứa con là 18 tuổi. Nhưng mà con giấu chồng con là lo cho bé đi du học. Thì không có cho chồng con biết. Thì con đi khấn tất cả các chùa chiền, không có chùa nào hết. Con khấn như vậy là mấy năm. Rồi con về con cho bé con đi du lịch 4 nước. Nước Singapore, Mã Lai, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà con của con đi phỏng vấn thì rớt. Thì con mới nói con về thôi, bây giờ mẹ không biết mẹ chết lúc nào. Mà bố thì như vậy nữa, thì bây giờ số tiền mẹ mấy trăm triệu này mẹ ủy quyền cho con. Rớt rồi thôi, con cố gắng học. Rồi sau này lo cho em, chứ còn mẹ không thể đầu tư cho em nổi. Thì có sáng đó, bé con phỏng vấn là tháng 11, là đầu tháng. Giữa tháng thì con xe ra con đi làm công ty thì con mới nói, tự nhiên trong lòng con mới nói không đi làm nữa, nghỉ luôn. Giờ đi Đức Mẹ Tà Bao. Mà con ở đó thì hai mươi mấy năm chưa bao giờ con bước chân tới nhà thờ. Tại vì mình Phật đâu có đến đó làm gì. Con cũng không ra Đức Mẹ Tà Bao. Nhưng mà con nói chồng con là chở con ra Đức Mẹ Tà Bao. Thì con ra con nguyện, con cầm tờ giấy của Đức Mẹ có trong phong bì lá thơ. Thì con cầm trong giấy là 3 tiếng đồng hồ. Thì chồng con nói là tại sao không về mà cứ ngồi đó hoài. Thì con mới nói là mẹ ơi, bây giờ con không còn đường nào nữa hết. Bây giờ mẹ cho con xin một điều thôi, con không cần là bệnh hoạn hay là cái gì hết. Cho con một điều là cho con của con được phỏng vấn tới được đậu đi qua nước ngoài. Thì con nguyện con sẽ theo đạo. Con nói vậy, thì con ghi một cái lá thơ, con bỏ vô thùng. Thì tối đó Đức Mẹ có về. Đức Mẹ về chỉ cái nhìn mà Đức Mẹ khóc vậy đấy. Thì con cũng không dám nói với ai hết. Tại vì người ta sợ là con là mê tín dị đoan, con không nói. Thì tới cái ngày cũng phỏng vấn giờ đó, ngày đó, nhưng mà khác tháng thôi. Thì con của con lại phỏng vấn đậu. Mà trước khi vô phỏng vấn trong cái phòng đó, thì lại gặp cái người đó họ không phỏng vấn. Họ không phỏng vấn, họ nói là họ chuyển bé con qua phòng bên để phỏng vấn. Giống như là Chúa thử thách vậy, chứ không ai đời phỏng vấn mà vô phòng là lại phải ra phòng khác nữa. Thì phỏng vấn như vậy là hơn một tiếng đồng hồ. Tới thường thường là 2:30 phỏng vấn, là tới chừng 3 giờ kém là bé ra, mà bên này một mình bé đi thôi. Mà cho tới 4 giờ con lại sợ bé ở trên Sài Gòn lại bị cướp, bị mất tại nhà, không ai đưa đi hết. Con giấu, thì bé nó mới đậu, thì nó mới gọi điện về con, mẹ ơi con đậu rồi, mẹ xuống cha cho con. Thì con đâu có biết rằng là bé con đã cầu nguyện cha Trương Bửu Diệp ở trên mạng để mà đọc kinh. Thì như vậy là con xin Đức Mẹ chỉ có một điều như vậy thôi. Thì Đức Mẹ đã cho con, thì bạn con đưa bé con về Mỹ. Thì tới Washington, Mỹ nó chặn lại, nó không cho lên Đức Mỹ. Nó bảo là vì sao mày qua trước một ngày. Thì bé con nó nói như vậy nè, nó nói làm sao đó, thì Mỹ nó chấp nhận cho bé con qua. Chứ đáng ra là nó phải trả về Việt Nam. Như vậy là Chúa cho con một điều quá lớn. Là cái thứ nhất, thứ hai nữa là cho con của con được tội nguyện được như vậy. Giờ hiện tại bé đang học tại Mỹ. Rồi con hứa với Chúa như vậy, thì khi bé đi xong là con đang, giờ con đang theo đạo, con đang học tâm tòng được 3 tháng. Thì chào con nghe. Rồi sao con biết được cái lòng thương xót của Chúa mà mai con lên đi con làm chứng cho Chúa? Dạ, thì ở chỗ con thì cũng rất là nhiều người họ đi. Thì bé con nó nói là cái nó xin cha Trương Bửu Diệp đó, thì con cũng xuống cha rồi. Rồi bây giờ lòng thương xót Chúa thì hôm nay con mới đi được. Tại con có hứa là để con học tâm tòng xong rồi con đi. Nhưng mà trong lòng con không thể học xong được nên con phải đi. Nhưng mà lại Chúa lại cho con một cái điều là con đi xe, không bao giờ con ra đường con đón xe bao giờ hết. Con cứ toàn là đi xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ con bao con đi. Nhưng mà con bước ra là con ói, con uống bao nhiêu thuốc cũng ói hết. Nhưng mà không ngờ ngày đưa bé lên sân bay á, con nói thôi con đi với bố đi chứ mẹ không thể đưa con qua Mỹ được. Vì mẹ đi là mẹ chết.
thì Chúa lại cho con được đưa bé qua Mỹ, coi như là con đi không bị vấn đề gì hết. Rồi con xuống cha trong buổi dịp con đi con về con cũng không có vấn đề gì xảy ra hết. Thì ngày hôm nay con đi xuống đây cũng không hề ỏi luôn. Thì như vậy là Chúa cho con một điều quá lớn. Tại con có nói vậy nè, cho dù chồng con chết mà Chúa cho chồng con sống lại, con cũng không theo đạo. Con của con là trên hết thôi, giờ Chúa cho con một điều như vậy thôi, con không cần xin một cái gì hết. Thì Chúa đã cho con như vậy. Cho nên thầy cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót trong lúc con đang học đạo nhé. Đây là những lời chứng ở trong này, đây là những ơn phúc mà Chúa ban qua Đức Mẹ hay là qua tất cả những ai khác. Tất cả nguồn ơn phải là từ nơi Chúa Giêsu nhớ nha. Cho dù con có đi khấn ở đâu, khấn ở bất cứ chỗ nào, nhưng đừng quên rằng là ơn phúc là ban từ nơi Thiên Chúa. Đức Mẹ hay các thánh là những người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Nguồn ơn phúc là từ nơi máu và nước trái tim Chúa đổ ra, trái tim mở ra, ân phúc tuôn trào xuống. Nhớ không? Nhớ kỹ điều đó để chúng ta không có dừng lại ở những trung gian, dừng lại ở những trạm, mà phải trở về với nguồn của ơn phúc là chính lòng thương xót của Chúa. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ kỹ không? Nào, Chúa chúc lành cho con, mời con đi về chỗ bình an. Thưa anh chị em, nếu cô ấy không theo đạo, Chúa có thắc mắc gì không? Chúa thắc mắc gì không? Không. Tại vì cô ấy là người chưa biết đạo, cho nên cô khấn theo cái kiểu của cái người chưa biết đạo là nếu Chúa ban cho con thì con nguyện là con sẽ theo đạo, vân vân. Đó là mình đặt điều kiện. Còn khi chúng ta cầu nguyện là không bao giờ mình đặt điều kiện với Chúa gì hết. Đừng có hứa hơ gì với Chúa cả. Vì Chúa đâu cần phải dụ như vậy. Hòn đất ném đi rồi hòn chì ném lại, Chúa cần không? Cần không? Chúa cần có qua có lại mới toại lòng nhau không? Không. Chúa chỉ cần một điều duy nhất là mình tín thác vào Chúa, mình khẩn nài Chúa với chọn niềm tín thác thôi. Chứ Chúa không cần mình phải hứa là sẽ là theo đạo, hứa là sẽ làm cái đài, hứa là sẽ làm cái nhà thờ, cái tượng. Chúa bảo không, ta không có cần cái thứ đó. Đừng có hứa gì, đừng có đặt điều kiện. Rồi chả nhẽ gì cái thằng ăn mày đến cầu nguyện nó lấy gì nó hứa hả? Rồi tôi nghèo rớt mồng tơi tôi lấy gì tôi khấn? Rồi phải không phải khấn, phải xin cái gì, phải có điều kiện. Rồi không có cái gì trả lại cho Chúa, Chúa không ban cho tôi à? Vậy thì lòng thương xót Chúa để đâu? Phải không thưa anh chị em? Nên cô ấy để làm chứng là theo cái cách suy nghĩ của cô ấy thôi. Nhưng mà đó không phải là cái mẫu mực để cho bảo làm chứng như vậy là phải theo như vậy. Không, là một cái cách thức mà Chúa ban ơn cho dẫu của cô có quay về với Chúa, có theo đạo hay không theo đạo. Dĩ nhiên là theo đạo của Chúa vui chứ, nhưng mà không có nghĩa là phải như vậy. Vì để hoàn toàn cho con người được tự do, tình yêu là phải tự do. Giống như anh này, anh ngã ngựa xong rồi anh quay về với Chúa, chứ Chúa đâu có đặt điều kiện gì với anh ấy đâu. Mà Chúa chữa tay cho anh, Thánh Nữ Phúc-xê-lan đâu bảo là tôi chữa tay cho anh rồi anh phải về với Chúa nhé. Không, trước khi mình quay về với Chúa, trước khi chúng ta quay về, ngay lúc chúng ta còn phạm tội thì Thiên Chúa đã sai con một ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta cơ mà. Chứ đâu phải mình quay về rồi Chúa mới ban ơn.